Mình ghét phải cọ sàn. Mau mau đi, cái sàn dở hơi nè. Không biết cảm giác khi trở nên lộng lẫy là thế nào nhỉ. Với cái váy thế này mình có thể nhảy mãi mãi. Mình còn có thể tạo những bước nhảy tuyệt như thế này. Mình đang bùng cháy. Hả? Rẻ lau ở đâu ra vậy trời? Không lau nhà đi à? Dạ phải, xin lỗi. David ở ngay kia. Anh ấy dễ thương quá. Anh ấy đang nhìn về phía này. Tỏ ra ngầu đi Jennifer. Ôi trời, chuyện này thực sự xảy ra sao? Nó đang xảy ra thật. Mình đang khiêu vũ với David. Thật mừng vì mình biết nhảy như thế này. Anh ấy nhắc thành thục quá. Ghép cặp với anh ấy thật tuyệt. Mình chưa bao giờ biết điều ấy. Giờ thì thêm chút nóng bỏng vào điệu khiêu vũ nào. Anh ấy đỡ mình được kìa. Khoảnh khắc đẹp nhất đời tôi. Giờ thì đóng dấu với nụ hôn nào. Wow, nụ hôn này thật rung lắc. Khoan, David đâu rồi? Chị đang nói cái gì đấy? Đây không phải là giờ chị ngủ đâu nhé. Lẽ ra chị phải giặt là quần áo chứ. Nhưng chuyện gì xảy ra với David vậy? Mà điệu nhảy, nụ hôn. Đời thực tệ hại hơn giấc mơ khiêu vũ rất nhiều. Thật bất công quá. Ủa, tờ rơi gì đây? Ôi trời, thử thách khiêu vũ sao? Mình hào hứng với cái này quá, phải chuẩn bị mới được. Chị đang nhìn cái gì đấy hả? Thử thách khiêu vũ hả? Tôi thích đó. Này, cầm điện thoại của tôi. Nhanh nhở lên nào. Quay phim cho tôi đi. Ok, để chị quay cho. Giờ thì quẩy lên với kỹ năng nhảy của mình. 1, 2, 3, your attention's all I need 4, 5, 6, don't let it slip. At 24/7, all I do is procrastinate. Này, ai đặt đồ ở đây vậy? Nó làm rối điệu nhảy của mình. Và giờ tới đoạn kết. Tốt nhất là chị đã quay hết các bước nhảy của tôi, Jennifer. Cũng được. Trông cũng ra gì và này nọ đấy. Annie ơi, em quay cho chị có được không? Chị muốn tôi quay phim cho chị á? Không đời nào. Chào David. Chào Annie. Cậu sẽ quay phim Jennifer đấy à? Phải. Chị ấy đang chuẩn bị điện thoại ấy mà. Được rồi Jen. Đưa đây để em quay phim cho chị nào. Nhanh cho xong đi. Thật chán quá, mình chưa gì đã. Hả? Cái quái gì? Cảm ơn vì quay phim cho chị nhé, Annie. Nhảy thế quá hay. Mình không thể để nó nộp được. Ôi chết. Em làm rơi máy chị rồi. Em xin lỗi nhiều nhé, Jen. Nó tự tuột khỏi tay em đấy chứ. Có chuông rồi. Em phải vào lớp đây. Gặp lại sau nhé, chắc vậy. Mong là điện thoại của mình không bị hỏng. Không, màn hình vỡ tan tành rồi. Chán, ngày hôm nay bị phá hỏng rồi còn đâu. Mình cực kỳ thích bài này. Mình có thể hát to hơn khi bật máy sấy tóc. Biết sao không, tự dưng muốn nhảy theo nhạc quá đi. Yeah, như thế đó. Chuẩn rồi, Annie, chị không thấy em đến. Chị đang làm trò quái gì mà mặc áo choàng tắm nhảy cưng cưng lên thế kia? Chị bảo là sẽ là áo cho tôi cơ mà, thì làm đi chứ. Em chắc chắn chị sẽ làm tốt một việc còn con thế đấy. Annie đôi khi đáng ghét thật đấy. Và rồi mình làm động tác này. Chị suýt thì muộn thử thách khiêu vũ.
Mình không có thời gian thay đồ, mình phải thực hiện ngay. May mà mình đủ thông minh để mang theo váy xinh. Không, 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 mấy cái lỗ này ở đâu ra vậy trời? Ồ, Jen, váy chị bị làm sao thế? Sao lại có cái kéo trong này được? Ôi chán, khổ thân chị thật cơ. Nhưng với mình, làm hỏng váy của chị ấy là quyết định cực thông minh. Được rồi, bắt đầu nào. Đã đến lúc thắng giải và trở nên nổi tiếng. Mình phải làm gì bây giờ? Khoan, có lẽ chiếc kéo này có thể cứu cánh cho mình. Ok Jen, nhảy bằng cả trái tim của mày đi nào. Và giờ thì khoe trang phục mới của mình. Hả? Sao lúc nào Jen cũng may mắn vậy? Khi mọi người nghĩ mình đã xong, mình sẽ bung lộ thế này. Ôi trời ơi, tất cả khán giả đang vỗ tay cho mình. Không thể tin nổi, sao Jen làm tốt vậy hả? Hôm nay nghe bài này có hứng ghê. Vậy thì nhảy một điệu vì mình đang thấy thật tuyệt. Hả? Đó là... Jen sao? Wow, nhìn bước nhảy của em ấy kìa, thật kỳ diệu. Mình sẽ mời em ấy... Ow! Mặt mình và sĩ diện của mình. Ôi không, David, anh có sao không? Anh có biết hôm nay là gì không? Còn tên tuổi của anh? Anh thấy em nhảy. Em thật tuyệt vời. Anh không thể rời mắt khỏi em được. Jen, mình nhảy cùng nhau nhé. Phong cách nhảy yêu thích của bạn là gì? Cho chúng tôi biết dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và đăng ký kênh của chúng tôi để xem thêm nhiều video hay như thế này nhé.